Aquaria Family Cuộc Sống Brazil. Thì hôm nay á, là cả nhà mình ra đây để ăn mừng nha cả nhà. Đó là mình được 1.000 người đăng ký và mình có thể bật kiếm tiền á cả nhà. Trời ơi, vui quá chừng luôn. Đây nè cả nhà. Đó, bắt đầu được bật kiếm tiền rồi nè. Thì trước hết là mình xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều vì cả nhà mình đã ủng hộ kênh của mình á. Nên là bây giờ thì mình sau khi làm YouTube 5 tháng thì mình mới bật được kiếm tiền cả nhà. Bà Tải ra đưa dao cho mẹ. Trời ơi, đưa cho mẹ. Trời, lo nói với cả nhà ở đây, nó lo cầm con dao rồi. Cái nhà hàng này cả nhà là nói chung là cứ phục vụ dao cỡ này không à. Đó, cả nhà thấy không? Để cắt bánh mì thôi mà dao mà thấy ớn không? Mẹ cho gà. Đấy, mẹ cho sườn nè. Mẹ cho ok. Đây cả nhà, là hôm nay mình ăn sườn nha. Đó, mình order sườn theo yêu cầu của Natalia. Đây con ngồi em, mẹ cho ăn sườn. Có bánh mì hả? Hả? Có bánh mì hả? À, con ăn sườn à. Đây. Đây bà lấy sườn. Xin mời cả nhà ăn sườn với mình nha. Sườn. Ngon lắm nha. Tá bom. Nossa, this is drinking. Remember Maria? Yeah. Mẹ lấy sữa. Mẹ lấy nước. Đấy, ăn sườn đi. Hôm nay là Natalia sẽ làm mukbang cho cô chú xem nha. Vô toàn là tập trung cho Natalia ăn thôi. Cả nhà có thấy không? Cái đống ếch của nó để phía sau cả nhà. Chồng mình thì cũng ăn sườn mà là sườn chay. Đây là cái nhà hàng Ao Bác đó, thì họ sẽ có là đồ chay luôn. Thì chồng mình ăn sườn chay, còn mình với Natalia là ăn sườn thịt. Dơ luôn cả nhà. Giỏi.
rau củ quả giống như là hấp á, nhưng mà có dầu rất là ngon luôn á cả nhà. Chấm miếng phô mai. Chấm miếng phô mai. Mời cả nhà nha. Giỏi vậy. Thì ở cả nhà, mình thấy cái việc mà mình làm YouTube mà làm tự nhiên á, là để đủ điều kiện bật kiếm tiền là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem á, nó thật sự rất là gian nan á cả nhà. Tự nhiên ở đây nghĩa là mình không có trả tiền để chạy quảng cáo hoặc là trả tiền để chạy dịch vụ gì hết á cả nhà. Mình làm và cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Bởi vì á là mình á, hàng tháng là mình đã trả tiền cho hai cái phần mềm là chỉnh sửa video, hai cái phần mềm, một cái phần mềm là Pro Premiere để chỉnh sửa video, edit video, và một cái phần mềm Photoshop. Đó, hai cái phần mềm đó là hàng tháng mình đã trả tiền Việt Nam là 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng tiền Việt Nam nha cả nhà. Hết tiền chạy quảng cáo, chưa có kiếm ra được đồng bạc nào mà chồng phải trả cái tiền để mà mình mua cái phần mềm mình làm video cả nhà. Đó, mình làm việc rất là nghiêm túc luôn cả nhà. Thì bây giờ mới được phép bật kiếm tiền, thì không biết là kiếm được nhiêu nữa. Rồi khi nào mà kiếm được tiền thì mình sẽ làm video báo cho cả nhà xem nha. Rất mong cả nhà là tiếp tục yêu thương, ủng hộ mình với, để mình có thêm động lực ra nhiều video về cuộc sống ra sinh. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nói chung là mỗi lần mà mình ra ngoài ăn với Natalia cả nhà, giống như là mình không có tập trung ăn được ấy. Nó cứ nho nho vậy nè, nó cho nó ăn chồng lại tới bắn tim tiếp cả nhà. Có nói xin chào cô chú mẹ cho mẹ trâu sườn riết hôm nay đó. Tự ăn luôn, nó mê cái món sườn khủng khiếp luôn cả nhà. Mình ngồi mình nói riết, mình cho nó ăn riết là hết ngày hết giờ luôn. Có xương không? À, con đừng có gặm gì, gặm ngang đừng có gặm dọc. Đúng rồi, giỏi. Thôi nó sườn ngon quá, ông bà, cô chú, anh chị ơi. Vậy là sau 5 tháng mình mới bật được kiếm tiền của YouTube cả nhà. Từ khi mình làm cái video đầu tay tới nay, đó thì mình thấy là nhiều anh chị làm YouTube á, mới có 1-2 tháng mà bật được kiếm tiền, xong mà giỏi dữ vậy ta, ngưỡng mộ ghê luôn á. Mình làm mà nhiều khi là mình nản á, giống như là nhiều lần là muốn bỏ cuộc á, không phải một lần mà là nhiều lần luôn. Đó, kiểu như là trời ơi, sao mình làm dở hay sao mà không ai coi vậy đó cả nhà. Đó, nhưng mà cũng cố gắng lết cho tới được ngày hôm nay là mình được bật kiếm tiền. Mừng quá chừng. Còn kiếm được bao nhiêu thì không biết. Vô đây với cả nhà.
Giỏi, ăn rồi biết bỏ xương vô đó, nó giỏi vậy ta. Cắt bánh mì thôi mà thấy con dao, tổ chảng. Đặc điểm của cái nhà hàng này, cả nhà, là bánh mì đen nha. Bánh mì rất là ngon luôn, họ làm ở đây. Xem trước phế cầm. Con ơi, con bánh mì không? Cho nè, cầm. Nói chung là đồ ăn ở đây không chê vào đâu được cả nhà. Mình là hay thích ăn đồ châu Á nhưng mà vô đây là ăn cảm thấy rất là ngon luôn. Tá parecendo um dinossauro. Thôi thì mình xin kết thúc cái video của mình ở đây. Đồ Natalia nó mới đá vô hồng cái. Mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Và thêm một lần nữa là muốn xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye Natalia, bye bye ông bà cô chú con. Lo ăn rồi. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú, nó đi đâu cũng nào thèm bấm hết vậy cả nhà.